thay lời muốn nói trở lại với phiên bản mới với thông điệp cho tôi cho bạn cho chúng ta chương trình vẫn là kênh kết nối tình cảm của các thế hệ khán giả thông qua những lời tâm tình gửi về chương trình và những bài hát được đông đảo khán giả yêu thích do các ca sĩ nổi tiếng thể hiện chương trình sẽ tăng tính tương tác hơn bằng cách khán giả có thể gửi ý kiến qua trang fanpage khi đang lên sóng trực tiếp hoặc khán giả có thể gửi các video clip chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình sân khấu cũng được làm mới Chủ đề đầu tiên của phiên bản mới là khi thành phố làm thơ. Theo ban tổ chức, dù mới gần một tuần khởi động nội dung tháng 5, thay lời muốn nói đã nhận được rất nhiều chia sẻ của khán giả về Sài Gòn. TPHCM những câu chuyện lắng động về vẻ đẹp thân thương, bình dị ẩn sau cuộc sống sôi động của một thành phố hiện đại đã được gửi đến. Các ca sĩ tham gia gồm có Thu Phương, Đoan Trang, Nam Khánh, Nguyên Vũ, Nu Phước Thịnh, Uyên Linh, Võ Hạ Trâm, Phương Trinh Jolie, Phạm Hồng Phước, Thanh Tâm nhóm The Wing và nghệ sĩ guitar Hoàng Minh. Riêng MC của chương trình, ban tổ chức vẫn giữ bí mật đến phút cuối.